Sau một thời gian chuyển mùa, các bạn thường phải cất bớt quần áo hoặc chăn màn để treo ra những bộ quần áo cho mùa sắp tới. Khi cất, bạn thường để ở những nơi như nóc tủ hoặc gầm giường. Nếu không có túi bọc kín thì lâu ngày sẽ sinh bị bụi bẩn, xỉn màu và hỏng đồ của bạn. Mình xin giới thiệu cho bạn một sản phẩm vô cùng hiệu quả và gọn gàng. Đó là túi vải đựng đồ PEVA chống thấm có dây rút. Túi đựng chăn giữ được chăn và nhiều loại đồ một cách nhanh gọn, tiện lợi mà không hề tốn nhiều diện tích, đẹp, bền và sang trọng. Túi đựng được cố định chắc chắn bằng vải PEVA, giúp đựng đồ cũng như di chuyển dễ dàng thuận tiện. Chất liệu vải dày dặn, chắc chắn, không mềm và dễ bị trầy trước trong quá trình sử dụng như nhiều loại sản phẩm kém chất lượng khác. Túi có dây rút có thể treo lên móc thuận tiện tùy mỗi gia đình. Bạn thấy thích sản phẩm thì hãy lên đơn hàng ngay hôm nay để được giá khuyến mãi nhé. Cạnh đó, USA Store còn trên 2.000 sản phẩm thú vị nữa các bạn ạ. Khi gom mua nhiều một lần, bạn còn được rẻ phí vận chuyển và áp dụng voucher của shop. Các bạn ghé thăm shop để chọn thêm mặt hàng vào giỏ nhé. Nghĩ đến mua sắm, nghĩ đến USA Store.